Chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm thông minh thì hôm nay em xin trân trọng giới thiệu với anh chị cái sản phẩm về thước đo cắt lỗ gạch men cũng như là cái sản phẩm về cái tay cắt gạch cắt kính đa năng cho anh em và các bạn lựa chọn này. Thì các bạn có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ để bên em tư vấn cho các anh các chị về cái dòng sản phẩm này. Đó, hàng cực kỳ là chất luôn nhé, hàng bên em là hàng liền thân các anh các chị nhé. Mình mua hàng phải để ý nhé. Đây, cái thước cắt lỗ gạch men đa năng đây. Đây là dòng 6 đoạn này, bằng hợp kim nhôm cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó, thì cái này được thiết kế là bằng hợp kim nhôm. Đấy, cái thước bên em thì bao gồm là 6 đoạn này, tất cả đều làm bằng hợp kim nhôm hết nhá. Cái phần thước này thì được khắc chìm bằng laser nên là các bạn dùng thoải mái không sợ mờ này. Cái phần số nhỏ này là tính là inch. Đấy, số 10 này là 01 này tính là inch, thì còn số này là centi của Việt Nam mình này. Đấy, nó có từ 0 đến 7 này, cái này nó có từ 0 đến 6 này, từ 0 đến 6 các bạn nhá. Đấy, và nó bao gồm 6 đoạn này. Rất là tiện này để chúng ta đo các cái rích rắc hoặc là các cái viên gạch ở góc cạnh chúng ta đo được hết này. Còn riêng cái phần này để cắt lỗ gạch men này thì các bạn lưu ý là có những đơn vị họ bán cái hàng nó mở ra như này thì nó rất là dễ gãy, nguy hiểm, nhanh gãy, nhanh hỏng. Thế nhưng riêng cái hàng bên mình là hàng liền thân và cái phần này mình đã tích hợp vào đây rồi. Đấy, nó có 3 nấc như này luôn, mình dùng rất là tiện này. Đây, 1 2 3 luôn. Đấy, cái to nhất này là 45 này. Cái nhỡ này là 40 này. Và cái này là 25. Đấy, nó có các thông số như vậy là phi 25, phi 40, phi 45. Rất tiện cho anh em và các bạn sử dụng này. Cầm mà rất là chắc chắn, đầm tay, hợp kim nhôm, xoáy rất là êm ái luôn. Đó, tiếp theo cái sản phẩm đó là cái bộ dao cắt gạch men đa năng này. Đấy, dao cắt gạch men đa năng của bên mình đây, anh em các bạn quan sát này. Đấy, thì các bạn nhận được sản phẩm thì bao gồm một thân chính như này này. Dòng là dòng liền thân cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng anh em và các bạn nhé. Đó, thứ nhất là dòng liền thân này. Thứ hai là được tặng kèm thêm hai lưỡi này. Lưỡi bên mình là lưỡi tráng kim cương, cực kỳ sắc bén, mỗi lưỡi cắt được khoảng 7.000 m anh em nhé. Đấy, tặng kèm thêm 4 inch chốt nữa này. Chúng ta xoáy cái phần tay nắm này vào này và chúng ta bắt đầu sử dụng này. Nó rất là đơn giản, dễ sử dụng luôn. Đấy, xoáy tay nắm vào và sử dụng thôi, cực kỳ là ngon lành và chất luôn cho anh em và các bạn này. Đó, thì mình sẽ cắt thử cho anh em xem nhé. Đây đây là cái viên gạch men này, gạch này là gạch của... đây cái viên gạch men nhé, gạch này là gạch ốp lát các bạn nhé. Đấy, gạch này là gạch ốp lát này. Đây, chúng ta chỉ cần đặt thước vào như này này. Đấy, chúng ta đẩy mòi cái đoạn đầu này một chút này. Đặt thước này, đẩy mòi cái đoạn đầu này một chút này. Đấy, sau đó chúng ta cắt thì chúng ta kéo đều này. Đó. Mình kéo thì nó không quen tay, kéo không được thẳng nét lắm, nó hơi lệch. Đấy, nhưng mà nó cắt nó cũng ra thôi, tại vì nó cũng rất là dễ cắt thôi. Đấy, các bạn lắp công này vào này. Đấy, cái phần mũi tên này là thẳng với cái đường mạch này. Đấy, chúng ta cắt này. Đó, chúng ta bị rất là dễ, mình không quen tay là